theo mũi, theo thời gian liệu mỏng ra và liệu sụn như thế này nữa. Khi mà mình nâng đặt sụn là mình đặt lên kết cấu của đầu mũi, một cái sụn mà nó tì trực tiếp lên cái da đầu mũi em, thì cái sụn silicone nó có cái nguy cơ nó bào mỏng da đầu mũi khi mà cái lực tì nén nhiều. Ban đầu thì nó sẽ gây ra bóng đỏ đầu mũi, đúng không? Sau thì nó khi mỏng da ra thì nó sẽ trắng và nó lộ sụn ra. Đấy, thì đấy là do cái nhược điểm của phương pháp mình nâng đặt sụn lên. Còn khi mình nâng cấu trúc là mình can thiệp sụn ngăn lái cột chống ở đầu mũi, và mình sẽ đưa cái đầu mũi mình cao lên thật, mình ghép chúng ta trung bì vào đầu mũi thì nó sẽ gắn liền với sụn đầu mũi của em và nó thành cái sụn đầu mũi thật của em. Thì nghĩa là kết cấu đầu mũi của mình là sụn thật và nó không có áp lực tì nén lên da đầu mũi. Đấy, nó không như sụn nhân tạo nó tì lên đầu mũi. Còn cái đây là cái rào mũi mình nó che phủ lên cái cấu sụn thật của mình. Cái khung sụn thật của mình thì nó không bao giờ bị mỏng ra và nó lộ sụn. Vâng, thế là cũng tức là mũi của em sẽ có một cái sụn lấy ở vùng nào ra? Mình lấy sụn tai. Cái sụn tai này. Đúng rồi, sụn tai thì mình sẽ bao gồm cái lớp sụn này, màng sụn và một cái phần trung bì da. Để nó nghĩa là cái da mũi mình đang mỏng đúng không? Thì mình phải tăng cường thêm cái độ dày cho nó. Đấy, và khi mình sử dụng cái lớp trung bì da ở cái phần sụn tai đấy thì nó tăng cường cho cái độ dày của cái da mũi của em. Đấy thì nó sẽ tăng cường, nó che phủ, nó bảo vệ cho cái da mũi của mình. Chứ nó không như kiểu là sụn nhân tạo thì nó tì lên thì nó gây mỏng da. Thì nó sẽ khác nhau, cơ bản là như thế. Khác nhau chính giữa cái việc nâng mũi đặt sụn và nâng mũi cấu trúc là mình sẽ không đặt sụn nhân tạo lên đầu mũi để tránh những cái áp lực và cái gây ra mỏng da lộ sụn như bây giờ em gặp phải. Đấy thì nó sẽ đảm bảo được cái tính chất an toàn. Tất nhiên là cái mức độ điều chỉnh của mình ấy, thì nó cũng phải hài hòa phù hợp. Mình cũng không có đưa lên cao quá, không làm dài quá. Khi mình nâng cấu trúc thì em hình dung là mình đưa cái sụn thật mình lên thì cái sụn di động sụn của mình nó có giới hạn. Chứ nó không như sụn nhân tạo, em có thể là nhét một cái sụn bao nhiêu vào cũng được, đúng không? Đấy, thì khi mà mình làm quá lên thì nó mới bị ảnh hưởng, nó mới lộ ra. Còn khi mà mình nâng cấu trúc và mình đưa cái sụn thật mình lên thì nghĩa là cái sụn thật mình có giới hạn đưa lên thôi, nó không thể nào đưa quá lên được. Thì nó sẽ trong mức độ tự nhiên. Trường hợp của em có phải là trường hợp phức tạp quá không? Nó là trường hợp rất là phổ biến, bởi vì là mọi người làm cái mũi đặt sụn thường này rất là nhiều ngày trước, đặc biệt là đặt sai qua sai lớp các thứ đấy, mình đặt nó nâng quá đấy thì nó sẽ không phù hợp mà.